Chồng đi làm cả ngày mới về đến nhà thì thấy toàn đồ hiệu nằm dưới đất. Còn vợ thì bảo tâm trạng không tốt nên mua mấy cái này. Còn muốn chồng khen mình biết cách sống. Anh cạn lời luôn, giờ vừa mệt vừa đói nên hỏi vợ nấu gì chưa. Ai ngờ cô bảo sao anh không ăn đi rồi mà về. Anh cũng quen chuyện này rồi nên định ăn ít bánh mì cho đỡ đói. Cô bảo nhà không có trứng gà, thấy chẳng có ai ăn nên chẳng đi chợ bao giờ. Anh chồng có vẻ tức nên quay người bỏ đi luôn. Thì ra anh tên Bonho, đã lấy vợ 20 năm nay, mục tiêu mỗi ngày là kiếm tiền cho vợ tiêu. Còn vì muốn giữ dáng nên vợ quyết định không sinh con. TS vừa đói vừa mệt lang thang xuống dưới thì gặp hai cô em vợ. Vì nhà vợ đang có vụ ly hôn nên hai cô em vợ đến đây ở nhờ. Người chị mang bánh đến, định mời anh lên ăn tối, anh còn chưa nói gì cô út đã trả lời thay. Nói luật sư như anh rể sao ăn mấy cái này được, nói xong thì kéo chị lên nhà luôn. Anh cũng cạn lời, còn ba chị em trên nhà thì vừa ăn vừa xem phim rất vui vẻ. Hôm đó anh vẫn đi làm về như ngày thường thì gặp ba người chuẩn bị ra ngoài. Cứ tưởng lần này vợ sẽ làm cơm cho mình, ai ngờ cô lại bảo sao phụ nữ phải làm cơm. Anh muốn ăn thì đi mà gọi đồ. Nói xong thì đưa hai cô em gái ra ngoài, cô đi xong thì anh chồng cũng có lẩm bẩm. Anh mở tivi thì thấy đang chiếu hình trẻ con nên quay đầu nhìn chỗ khác. Bây giờ đã 40 tuổi hơn mà vẫn chưa có con, rất xấu hổ với bạn bè. Anh đang định nấu cơm nhưng vẫn liếc sang tivi, nhìn đứa trẻ đáng yêu trên đó, anh không kìm được mà mỉm cười. Xem đến đây thì làm gì còn tâm trạng ăn mì tôm nữa. Nên xuống lầu đến quán cơm mình hay đi, đến cả bà chủ quán là Mơ La cũng thành bạn tốt luôn, anh vẫn gọi như thường ngày. Tuy trên thực đơn không có món này nhưng cô vẫn đặc biệt làm cho anh. Cô cứ mời liên tục làm cho anh ăn liên tục mấy cái bánh mì với vài chai rượu. Thế là uống say luôn, vừa ra khỏi quán thì chạy luôn đến cột điện để nôn. Thấy anh như vậy, Mơ La vội vàng đi mua thuốc giải rượu. Còn bón cho anh uống rồi vút vút ngực, ai ngờ anh lại dựa vào người làm cô hơi bất ngờ. Lúc này cô vô tình nhìn thấy nhà nghỉ ở gần đó, một suy nghĩ kỳ cục sinh ra trong đầu. Hôm sau Mơ La đến tìm Bonho nói với anh rằng mình phải đóng quán ăn một thời gian. Bonho cứ tưởng cô có chuyện gì, Mơ La thì chỉ sờ lên bụng rồi nói mình cần nghỉ một năm. Bonho chỉ ngây thơ nói không biết thời gian này nên đi đâu ăn. Sau đó Mơ La lấy điện thoại ra lên chụp với anh tấm ảnh làm kỷ niệm. Không bao lâu sau, Mơ La gọi điện thoại cho anh, cũng không nói là chuyện gì mà chỉ bảo anh qua đó. Sau đó hứa sẽ làm chuyện tốt cả đời cho anh. Bonho nhìn bát mì trước mặt cẩn thận hỏi lại một lần. Mà không biết bây giờ cô đang trong phòng sinh, mẹ qua đời nên cô gọi điện thoại cho chồng mà mãi vẫn không được. Ai ngờ anh lại đang đưa người phụ nữ khác đi đẻ. Người đàn ông có vẻ rất hoang mang vì không biết Mơ La đang mang thai con mình, đã lấy vợ 20 năm nhưng để giữ dáng nên cô vợ không định có con. Mỗi lần anh thấy con của người khác thì lại thấy buồn. Mà cứ buồn là lại xuống quán ăn dưới nhà, lâu dần thì thành bạn với bà chủ quán. Lần nào đi ra khỏi quán cũng say khướt, nhưng anh lại không ngờ Mơ La đang mang thai con của mình. Anh thấp thỏm bất an đỡ con từ tay y tá, nhìn đứa con từ trên trời rơi xuống, anh cũng có hơi vui. Ngày nào đi làm cũng xem lại ảnh con nhưng lại không dám nói thật với vợ. Hôm đó là ngày giỗ của mẹ vợ nhưng anh lại đưa Mơ La với con đi chụp ảnh gia đình. Anh về nhà như mọi ngày, thấy ba chị em đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Cô chị chu đáo hỏi anh có ăn mì không? Anh còn đang định bảo thêm hai trứng thì cô út chối thay luôn. Còn nói luật sư lớn nổi tiếng như anh ăn mì sao được. Anh đổi hẳn sắc mặt rồi quay về phòng luôn. Vợ cũng thấy lạ nên đi theo anh về phòng xem sao. Cô chủ động cầm áo cho anh, vừa cầm thì ngửi thấy mùi sữa bột. Anh thử ngửi lại sau đó bảo chắc do mình uống sữa nhiều quá. Sau đó vội vào nhà vệ sinh. Tuy chồng có hơi kỳ cục nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Sáng hôm sau, em vợ làm đồ ăn sáng, còn nấu cả canh thịt bò. Nhưng anh lại nói mình không ăn sáng rồi quay đi ra ngoài luôn. Thấy chị gái vừa ngủ dậy, cô hỏi sao dạo này ít thấy anh rể. Mà cũng trẻ hơn nhiều, như có chuyện gì vui ấy. Cô bảo mấy tháng trước anh bắt đầu tập tành, ngày nào cũng cứ 4 giờ là dậy. Cũng cai hết thuốc lá với rượu luôn, có vẻ rất lạc quan yêu đời. Em gái nhắc cô phải cẩn thận chút, vẫn cứ thấy anh rể đáng ngờ sao ấy. Còn chị gái lại rất tự tin, nói Bonho không thể sống thiếu mình được. Nhưng lại không ngờ người chồng nghe lời trong mắt cô đang chạy đến nhà người phụ nữ khác. Anh đến nhà Mơ La bế con mình, Mơ La cũng làm cho anh món canh thịt bò anh thích nhất. Thấy cô chu đáo như vậy, anh nói mình đã chuyển sang việc mới lương cao hơn nhiều. Như vậy mới lo được cho con trai. Lúc này ba người họ càng giống một gia đình hơn. Cùng lúc này, dì của Quang Nam đến tìm cô hỏi cô có định sinh con không? Quang Nam lại nói chồng cũng không thích trẻ con lắm. Lúc cô bảo không muốn sinh thì anh cũng rất ủng hộ. Dì khuyên cô nhân lúc còn sớm thì sinh con đi, đừng để già lại hối hận. Quang Nam chối luôn, cô không muốn vì sinh con mà bị mất dáng, còn nói chồng có mình là đủ rồi. Buổi tối về nhà, Quang Nam hỏi chồng nếu hai người có con thì sao? Bonho hơi hoang mang, tưởng vợ phát hiện ra chuyện gì nên hỏi nếu bây giờ có con thì cô tính sao? Quang Nam chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra, anh lại hỏi tiếp nếu không phải cô sinh thì sao? Đã kết hôn 20 năm nhưng vợ lại không chịu sinh con vì sợ xấu. Thế nên anh chỉ đành tìm người khác sinh hộ. Hôm đó anh đến bệnh viện làm giấy khai sinh, nhưng bác sĩ lại bảo vì không có giấy chứng sinh nên không làm được. Cô nghe xong thì đi lên nói còn chưa nghĩ được tên con. Sau đó khoác tay anh giả vờ như yêu thương nhau lắm, bác sĩ mới cho hai người ra về.
Vừa ra ngoài, anh đã muốn ôm con nhưng cô lại không cho. Còn nói cho dù thế nào thì cũng phải cho tên con vào hộ khẩu của mình, vì cô không muốn con làm con riêng. Anh phản đối, khó khăn lắm mới có CN, chắc phải cho vào hộ khẩu nhà mình. Nhưng anh vẫn đang đợi lúc thích hợp. Mela rất tức giận vì con đã 3 tháng rồi mà anh vẫn chưa nhắc đến chuyện ly hôn. Đến cả lần này cũng phải nói dối đi đám tang nhà bạn, cô nói xong thì tức giận bỏ đi luôn. Sau đó anh về nhà ăn uống với cả nhà như bình thường. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, không hề phát hiện ra có gì bất thường. Còn một bên khác tuy là giận nhưng Mela vẫn làm cơm cho Bonho. Nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy anh đến, tức quá vứt hết đồ ăn vào tủ lạnh. Nhìn con nằm đó khóc cô lại càng tuyệt vọng hơn. Cô không nhịn được đành hẹn Bonho nói chuyện. Anh mua nước hoa để dỗ cô vui. Cô còn chưa kịp nói gì thì vợ anh đã gọi đến, anh nói dối mình đang đi gặp khách hàng. Vì lấy lòng vợ, anh nói mình đã mua chai nước hoa vợ thích nhất rồi. Nghe đến đây, Mela càng giận hơn, cảnh cáo sau này anh đừng đến gặp con nữa. Vì anh chỉ là bố trên mặt sinh học chứ không hề làm đúng trách nhiệm. Bảo anh cứ trung thành với gia đình của mình đi. Trước khi đi, cô bảo anh mang nước hoa về đi xong bỏ ra ngoài. Lần này anh thông minh hơn, anh đến chỗ ở của Mela nhưng lại không mở được cửa. Anh hơi khó hiểu nên ấn chuông cửa mà Mela lại không quan tâm. Anh thất vọng xuống dưới lầu, sau đó về nhà. Thấy ba chị em đang ngồi nói chuyện ngoài phòng khách thì hơi tức. Vợ thấy là lạ nên vào phòng hỏi thăm, hỏi anh đã ăn tối chưa. Cứ nhắc đến ăn cơm là anh lại tức. Hỏi làm gì, đã bao giờ em làm cơm cho anh đâu. Thì toàn ăn xong mới về mà, thế nên mới không nấu chứ. Vì em không nấu nên anh mới ăn ngoài đấy. Ở nhà làm gì mà không nấu cơm, ôi trời, em không làm gì á. Một tuần 3 lần gọi cô giúp việc, quà cáp cũng là em chuẩn bị. Anh ra ngoài thì kiếm được bà vợ nào tốt chắc, vừa xinh, dáng lại đẹp. Anh không cần vợ dáng đẹp, nấu cơm cho anh một lần đi. Em còn đổ nước nóng vào bát mì cho anh mà. Cảm ơn em vì đã rót nước cho anh, em không nên lấy chồng đâu. Nói thật thì gần đây anh cũng không muốn về nhà. Về nhà là lại thấy các dì cười hi hi ha ha. Cứu như là nuôi cả 3 người phụ nữ, không được cởi quần áo, cũng không được ngồi ngoài phòng khách. Ôi trời, anh rể hôm nay bình an. Anh không bình an thì sao? Anh là bạn của cô ấy hả? Mua đồ ăn cũng mua cho mỗi mấy người ăn. Anh mà muốn ăn thì, trời ơi, người như anh rể không ăn mấy đồ như này đâu. Sao không ăn? Anh cũng ăn được mấy cái đó. Hôm nay anh sao thế? Bonho bắt đầu oán thán nhà cô lắm chuyện, sau đó hai vợ chồng tranh cãi. Còn em vợ thì đứng ngoài nghe lén, đúng lúc bị anh rể bắt được, thấy ngại nên chả dám nói gì. Sáng hôm sau đã dọn khỏi nhà chị gái, Quang Nam tan làm về nhà thì thấy toàn đồ của người phụ nữ khác. Cô ngẩn ra, không ngờ anh đang chơi trốn tìm với người khác, không hề quan tâm đến cô. Chị vào đây lúc nào ấy? Sao không gọi điện thoại trước? Bây giờ, nói sao được nhỉ? Ơ kìa ơi, Quang Nam, anh ơi, đừng đi mà. Quang Nam không nói gì, chỉ xách túi đi ra ngoài. Còn anh chàng kia vẫn đuổi theo sau. Cô vội chạy đến bắt taxi rồi bỏ lại anh ta ở đằng sau. Vui vẻ về nhà thì phát hiện người yêu làm chuyện đó, cô hoàn toàn sụp đổ. Hôm sau trên đường đi làm, anh ta cầm hoa đến để xin lỗi Quang Nam. Nhưng cô lại không chịu, đang định đi thì bị anh cản lại rồi cầu xin tha thứ. Quang Nam ngay lập tức từ chối, yêu cầu hủy hôn ước, ai ngờ anh lật mặt luôn. Em cũng nói thẳng đi, em có biết cái này trên tòa người ta gọi là gì không? Để chồng đang trẻ tuổi cô đơn là lỗi của vợ. Còn chưa kịp nói xong thì anh đã phát hiện ra Quang Tae đứng ở gần đó. Cô tháo khẩu trang rồi lao lên, bật một cái rồi đạp anh ta ngã xuống. Thì ra hai người này từ bé đã là oan gia, cứ vài hôm anh lại bị Quang Tae đấm cho một trận.